Xin chào tất cả mọi người đã đến với kênh YouTube Trịnh Văn Mobile nha. Bên mình là chuyên mua bán, giao lưu và trao đổi điện thoại. Bên mình thì có hỗ trợ trả góp qua ngân hàng và hỗ trợ trả góp qua thẻ tín dụng nha. Địa chỉ là số 321 Tân Sơn, phường 15 Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Anh em nào ở thành phố Hồ Chí Minh có thể qua bên mình xem máy trực tiếp nha. Ở thành phố Hồ Chí Minh thì mình cũng có hình thức là ship nhanh, trong vòng 1 tiếng là mọi người có thể nhận được máy. Trong fanpage là Trịnh Văn Mobile, có để đường link dưới phần mô tả video. Anh em nào muốn xem hình ảnh chi tiết máy thì cứ nhắn tin qua trong fanpage, mình sẽ gửi hình ảnh chi tiết cho mọi người tham khảo trước khi chốt máy nha. Số điện thoại của bên mình là 0839 444 400, số thứ hai là 06 con số 8748, số thứ ba là 058 53 5 con số 0. Bên mình thì làm việc từ 8 giờ 30 sáng đến 8 giờ tối, chính sách bảo hành đã 3 tháng. Anh em nào ở xa có nhu cầu mua điện thoại bên mình thì vui lòng cọc cho bên mình trước phí ship nha. Bên mình ship hàng cho anh em được kiểm tra máy, test máy trước khi thanh toán tiền nha. Phụ kiện theo máy là cáp sạc nha. Một số máy có hỗ trợ tai nghe, một số máy thì không được nha. Phụ kiện là cáp sạc Samsung 15W nha mọi người. Mọi thông tin chi tiết mình có để dưới phần mô tả video này. Anh em chỉ cần kết vô là sẽ ra nha. Đây, dưới phần mô tả video mình để đầy đủ thông tin luôn. Hôm nay thì mình về được một số ít dòng máy mới giới thiệu tất cả mọi người nha. Người nào có nhu cầu thì cứ liên hệ bên mình. Đầu tiên là cây Xiaomi Mi 11, máy đẹp lay new nha, Mi 11. Giá bán của bên mình là 8.250.000 nha, Mi 11 RAM 8. Con này RAM 8 256 nha. Chip Snapdragon 888, hàng chính hãng, máy đẹp nha. Còn bảo hành. Giá bán là 8.250.000. Samsung Galaxy S10 LED 2 SIM nha. 3.750.000. Con này thì màn hình nó có một cái chấm sáng nhẹ nha. Con này nó có một cái chấm bằng đầu kim nha, nhìn không có thấy luôn nè, ngay chỗ này. Nhưng mà quay lên thì sẽ không thấy nha, tại rất là mờ luôn. Giá bán thì chỉ có 3.750.000 nha, Galaxy S10 LED 2 SIM 3750. iPhone 11 Pro Max 64GB pin 100 nha, máy đẹp, giá bán là 12 triệu nha, 11 Pro Max. Màu xanh nha. iPhone 12 Pro Max nha. Con này thì 128GB, máy đẹp 98 màu gold. Giá bán là 17 triệu rưỡi nha mọi người, 12 Pro Max 17 triệu rưỡi. Samsung Galaxy A73 5G, RAM 8 128 màn tháng 9 2023 nha, máy lay new luôn. A73 5G giá bán là 7.250.000 nha. A73 5G. Samsung Galaxy S10 LED nha, RAM 8 128, con này thì viền nó hơi trầy, thì giá cực kỳ tốt, 3 triệu 9 nha, S10 LED. Xiaomi Mi 11, RAM 8 256 nha, cái này ngoại hình 98, hàng chính hãng luôn nha, giá bán là 7 triệu 9, Mi 11. Samsung A51 nha, hơi xấu, 3 triệu thôi. Galaxy A51 nha. Con này là con Intel Vision 1 Pro, RAM 3 bộ nhớ 32, máy đẹp 98 nha. Giá bán là 2 triệu là 1.450.000 nha. Realme 8 5G, máy đẹp 99, 3950, Realme 8 5G nha. Con này là con VinMax Soi 4, máy 97 nha, máy 97 thôi, giá bán chỉ có 1.750.000 nha. Soi 4, máy trầy nhẹ nha mọi người. Đây, 1.750.000, rẻ bằng ROG 3 luôn rồi nha mọi người. Oppo Reno 6 5G, máy đẹp 99 nha, giá bán là 6 triệu, màu bạc. Mình có đủ hai màu nha, bạc và đen. Samsung Galaxy Note 20 5G, máy đẹp 98 nha, cái này có trầy nhẹ, giá bán là 10 triệu 7, Note 20 5G nha. Máy bên mình bán ra thì mình đã test kỹ trước khi mình bán cho mọi người nha, nên mọi người cứ yên tâm. Bên mình thì lỗi là sẽ đổi cho mọi người trong vòng 1 tháng nha, lỗi là sẽ đổi máy khác. Samsung Galaxy Note 10 LED Mỹ nha, 6 triệu 650 nghìn. Samsung Galaxy S10 5G, máy đẹp 99 nha, 5.150.000, có hai màu nha, màu vàng và màu bạc và màu đen luôn, đầy đủ. Samsung Galaxy Note 10 LED 5G, bản hàng, giá bán là 6.650.000 nha.
Máy thì còn đẹp 98 nha. Con này là con Realme GT Neo 2T. Realme nha, GT Neo 2T, RAM 8 256, 5150. Mình có RAM 8 128, giá bán là 4.950.000 nha, Realme GT Neo 2T. S10 5G màu bạc nha, đẹp, 5150. Màu đen nha. Máy nào cũng còn rất là đẹp luôn nha. Nguyên zin áp hết nha mọi người. Samsung Galaxy S20 LED nha, mình cũng có đủ màu luôn. Giá bán là 6.350.000, bản hàng một SIM. Chạy chip Snap nha. Đây, màu xám nha. S20 LED 5G. Samsung Galaxy Note 10 5G nha, RAM 12GB, 5.150.000 nha. Màu đỏ 5150. Mấy con này thì giá bây giờ nó khá là tốt rồi nha mọi người. Sony Xperia 1 nha, con này thì hơi trầy, ngoại nó hơi trầy nha, 3 triệu thôi. Xperia 1 hơi trầy nha, 3 triệu, ngoại hình nó tầm 97 96 nha. Xperia 1. Realme GT Neo 2 RAM 8 128 màu xanh. Màu xanh chói lói nha, 5 triệu rưỡi. Realme GT Neo 2. Samsung Galaxy S10 LED bản hàng một SIM, máy đẹp, 5 triệu 2 nha, S10 LED. Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G màu trắng đẹp keng. Mình có màu trắng với màu đen đẹp keng nha. Trầy nhẹ thôi, trầy nhẹ tí thôi. Giá bán là 10.950.000 nha, Note 20 LED 5G. Xiaomi Mi 11 T Pro RAM 12 256, chạy chip 888, hàng chính hãng, bảo hành dài, 7.950.000. VinMax Active 3 RAM 6 64, máy 99 nha. RAM 6GB 2.300.000. Samsung S20 FE RAM 8 256, máy trầy nhẹ nha, tầm 98. Cái này thì giá bán của bên mình là 6.800.000 nha. Con này RAM 8 256GB bộ nhớ, chạy chip Snapdragon 865, hàng chính hãng nha, vẫn còn bảo hành. Máy đẹp keng, giá máy đẹp gần 99 thì bên mình bán với mức giá là 7 triệu nha. Con này là con Samsung Galaxy Note 10 Lite, máy đẹp 98 luôn, có hơi trầy, 4.600.000 nha. Màn đẹp không ám ảnh. Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G, máy đẹp 99 nha. Bản 5G giá bán là 5.500.000, bản 4G là 4.800.000 nha, Note 11 Pro 5G, RAM là 8GB. Galaxy Note 20 Ultra 5G, máy đẹp 98, 10.950.000 nha. Samsung A53 5G, con này còn siêu viền luôn, máy hay đẹp keng 99 nha, giá bán là 5.750.000, A53 5G. Bảo hành chính hãng rất là dài. Máy màu đen đẹp nha, 5.750.000, bảo hành tháng 6 2023, A53 5G nha. A52s 5G, con này cũng ngoại hình cũng còn đẹp 98 99 nha, A52s 5G, giá bán là 5.200.000. Samsung Galaxy A73 5G nha, giá bán của bên mình là 7.250.000, máy đẹp nha. Xiaomi, con này là Redmi Note 11 nha, máy đẹp, mặt lưng còn dáng nha, RAM 4GB, máy thì tầm 98, giá bán của bên mình là 3 triệu nha, Redmi Note 11, RAM 4, 64, 3 triệu.
Realme C15 nha. Con này màn hình nó có cái đốm nè, đốm sáng này một lần nha. Đây, lần trắng nha mọi người, nguyên một lần trắng. Cái này thì giá bán của bên mình là C15, giá bán là 1.450.000 nha, Realme C15. Realme C12 nha. Con này thì máy hơi trầy tí. Giá bán là 1.850.000, Realme C12, pin 6.000 nha, 1.850.000. Samsung Galaxy A73 nha, cây này thì máy 97% nha. Máy có trầy nè. Đây, máy có trầy nha. A73. Có hơi trầy nha, nguyên zin nha mọi người. Giá bán của bên mình cây này là 6.500.000 nha, Samsung Galaxy A73, 6.500.000. Samsung Galaxy S20 5G. Hôm nay mình giảm giá cho mọi người còn 5.350.000 S20 5G nha. Mình có đủ màu luôn. Giảm giá cho mọi người còn 5.350.000 nha. Máy đẹp 9899 hết nha. Vinmax Joy 4. Máy thì đẹp như mới luôn. RAM là 4GB nha, máy đẹp như mới nha mọi người. Giá bán là 2.200.000, rồi 4. Tiếp theo là cây Google Pixel 4 nha. Pixel 4. Cây này thì lock nha. Lock, anh em có thể về tự fit lên file quốc tế nha, chứ còn mình bên mình thì mình không file quốc tế, mình bán rõ tình trạng cho mọi người luôn. Lock. Hiện tại thì sim nó không xài được nha. Anh em về file lên quốc tế xài như bình thường. Giá bán của bên mình là 2.200.000, 2.200.000 nha. Samsung S21 Ultra 5G bản Hàn Quốc, máy đẹp 98 nha. Giá bán là 11.000.000. S21 Ultra 5G bản Hàn. RAM 12256 nha, màn hình đẹp. S20 LED 5G 6.350.000. iPhone XS Max 64GB, pin còn 91 nha. Con này tính ra là pin cao nha mọi người. Giá bán là 7.750.000. Oppo A16K, máy đẹp keng là 2.100.000. Con này mẻ kính là 1.800.000 nha, mẻ một tí thôi, không ảnh hưởng nha, mọi chức năng full, không lỗi lầm. Màn hình rất là đẹp luôn. Có mẻ xíu ngay chỗ này thôi, không ảnh hưởng gì nha, một tí thôi nha. RAM 3 bộ nhớ 132, 1.800.000. iPhone 12 Pro Max nha. Con này hơi trầy nè, hơi trầy nhẹ thôi. 12 Pro Max. Giá bán của bên mình là 17.500.000 nha, 17.500.000. Pin còn tới 100% luôn. Con này thì nguyên zin nha mọi người, pin còn 100 luôn. 128GB nha, bản Mỹ. Bản Mỹ thì nó sẽ có modem 5G nha, 12 Pro Max. 17.500.000 nha, trầy nhẹ, máy 98, pin cao. Pin cực kỳ cao. Samsung Galaxy S20 FE nha, 5G, RAM 6128 bản Hàn. Hôm nay mình sẽ giảm giá dòng này cho mọi người nha. Còn 5.350.000 S20 FE bản Hàn Quốc nha. Máy đẹp nha, 5.350.000 thôi. Xiaomi Mi 11 Lite 4G, máy đẹp nha, 4.200.000. Samsung Galaxy Note 20 hàng chính hãng nha. Cái này ngoại hình tầm 98%, giá bán là 7.850.000 nha, 7.850.000. Note 20 hàng chính hãng nha. Giá thải thì giá nó hơi cao. S20 FE nha, 5.350.000, màu đỏ rất là đẹp luôn.
Oppo Reno 6Z 5G, máy đẹp 98 nha, 4150, 6Z 5G. Samsung Galaxy A52s 5G, cái này trầy nhẹ cái viền cái ron nha. Giá bán thì chỉ có 5 triệu nha. A52s 5G màu đen 5 triệu. Oppo Reno 6 5G. Viền nó hơi trầy nha, Reno 6 5G. Cây này giá bán của bên mình là 5 triệu nha. Oppo Reno 6 5G, viền nó hơi trầy. 5 triệu nha. Do sợi ốp nha mọi người, sợi ốp này nó hơi trầy dăm 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 nè. 5 triệu nha. Oppo Reno 5. Cái này máy đẹp 98 nha, 3.750.000 Reno 5. iPhone 12 Pro Max màu xanh nha. Pin 85. Pin 85 nha, máy đẹp 98, 12 Pro Max màu xanh. Cái này thì giá bán của bên mình là 17.350.000 12 Pro Max nha. Samsung Galaxy Note 20, hàng bán hàng nha, Note 20 5G. Hôm nay mình sẽ giảm giá cho mọi người, máy 9899 nha. Giá bán của bên mình là 6.650.000 Note 20 nha, 6.650.000 nha. Hôm nay giảm giá cho mọi người, máy đẹp 9798 nha. Có màu màu đồng. Màu xanh nha, màu xanh. Màu hồng. Đầy đủ tất cả các màu nha, giá cực kỳ rẻ luôn, 6.650.000 Note 20 nha, 5G. Con này chip khá là mạnh luôn. iPhone 11 hàng Việt Nam 64GB pin 97 nha. Con này thì vẫn còn bảo hành chính hãng nha, bảo hành dài. Giá bán chỉ có 9 triệu thôi nha, iPhone 11. iPhone 11 luôn, pin 94, 8 triệu 7 nha, con này 8 triệu 7 thôi. Con này thì vẫn còn bảo hành chính hãng nha, toàn bảo hành tới tháng 11 luôn. iPhone 12 Pro Max, bản ZA là bản 2 SIM nha, pin 85, 256GB luôn. Giá bán là 19 triệu nha, bản 256GB 12 Pro Max. iPhone 12 Pro hàng Việt Nam, con này pin 84 nha, giá bán của bên mình là 14 triệu rưỡi, 12 Pro. Máy nguyên zin nha, pin 84, máy đẹp 98 thôi. 12 Pro Max 64, 12 Pro Max 128GB nha, pin 91, máy đẹp 98, 18 triệu rưỡi. 12 Pro Max màu gold nha, con này pin 98 luôn, máy đẹp 99, giá bán là 19 triệu nha. 12 Pro Max 128GB, pin cao. iPhone 13, con này thì pin còn 97 nha, máy trầy nhẹ. Giá bán là 15 triệu, iPhone 13, bản quốc tế nha, con này bản Mỹ. 12 Pro, con này thì 128GB, pin 90, 14 triệu nha. Máy 97 thôi, máy có trầy nhẹ, 12 Pro nha. iPhone 12, 64GB, pin 83. Con này giá bán là 10.8 nha, 10.8. iPhone 12 Pro Max, 128GB, pin 85, 18 triệu nha. Pin 85 thôi, máy đẹp 98 màu gold. Tiếp theo là 12 Pro Max tiếp nha, con này 128GB pin 90, máy đẹp keng, 18 triệu rưỡi nha. Con này là con iPhone 11 Pro lock nha, chưa fit SIM luôn. Giá bán là 8 triệu 8. 12 11 Pro Max nha, chỉ có giá 8 triệu 8 máy lock. Anh em nào mà biết xài biết ghép SIM máy lock thì mình mua gì nha. 12 Pro Max con này bản Nhật nha, quốc tế Nhật, 128GB pin 96 luôn, máy đẹp 98, 18 triệu rưỡi luôn, màu xanh nha. iPhone 11 Pro pin 84, con này thì máy đẹp nha, giá bán là 8 triệu rưỡi nha, 11 Pro, ngoại hình thì tầm 98 thôi. iPhone 12 Pro 256GB bản hàng pin 87, con này ngoại hình tầm 97 nha, giá bán của bên mình chỉ có 15 triệu thôi.
đây có hàng dài. RAM 6128 máy còn khá là đẹp nha, Redmi 10 này, còn keng luôn. 3.250.000. Blacksat 4, máy chưa tiếng Việt, chưa có tiếng Việt nha, RAM 8128. Đấy, còn Blacksat này thì nó không có tiếng Việt nha mọi người. Ngoài nó hơi chạy. Giá thì chỉ có 5.850.000 nha. Blacksat 4, giá cực kỳ rẻ. Xiaomi K40S nha, RAM 8128, con này cũng không có tiếng Việt luôn. Máy keng 99 K40S. Lưng rất là đẹp nha. 6.250.000. Xiaomi Redmi Note 11 Pro, RAM 8128, máy keng 99 nha, 4.8 thôi, giảm giá còn 4.8 nha. Con này thì mình có đủ màu luôn nha. Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G, RAM 8128, 5.5 triệu nha, màu xanh, màu đẹp lắm nha mọi người. Đây, lưng lên nó gặp ánh sáng nó ánh lên rất là đẹp nha. 5.5 triệu cho bản 5G. Xiaomi Redmi Note 10S, RAM 8128, máy đẹp 98 nha. Máy có trầy nhẹ, tầm 98 thôi. 3.550.000 nha, Note 10S, 3.550.000. Xiaomi Mi 11 Lite 5G ne, máy đẹp 99 nha, giá thì chỉ có 5 triệu thôi. 5G ne, giá bên mình chỉ có 5 triệu nha. Xiaomi Redmi Note 9S, RAM 6128, máy keng 99 nha, 3.150.000, Note 9S. Poco C40 nha, máy còn đẹp keng không trầy xước luôn, RAM 4 như trong 64 nè, 2.350.000. Xiaomi Redmi Note 10 5G nha, phiên bản 5G, RAM 4 như trong 128, giá bán là 3 triệu nha, Note 10 5G. RAM 4 128 này, 3 triệu nha. Con này là con Poco X3 Pro, RAM 6128, ngoài hình keng 99 nha, 4 triệu. Blacksat 4, ngoài hình 97, hơi trầy nha. Con này hơi trầy. Blacksat 4, RAM là 8128 nha. Giảm giá cho mọi người còn 6.3 triệu. Blacksat 4 nha, máy full không lỗi. Note 10S, RAM 6128, máy đẹp 98, 3.450.000 nha, Note 10S. Xiaomi Redmi 9A 1.450.000, RAM 2GB, bộ nhớ trong 32 nha, Redmi 9A. Samsung A73 5G, RAM 8128, máy 97 nha, A73 5G, 6.550.000. Xiaomi Redmi Note 9 Pro, RAM 6 bộ nhớ trong 64, 3.250.000 nha, Note 9 Pro. Xiaomi Mi 11T, đây máy keng nha, Mi 11T, RAM 8128, giá bán là 5.8 triệu. Mi 11T, máy 99 nha, 5.8 triệu. Xiaomi Redmi Note 9 Pro 5G, RAM 6128, 3.9 triệu nha, máy còn keng. Note 9 Pro 5G thì chạy chip Snapdragon là 750 5G nha. Xiaomi Mi 11, RAM 8256, hàng chính hãng, máy đẹp 98, hàng công ty nha, giá là 8 triệu. Xiaomi Redmi 9 nha, RAM 4 như trong 64, này là máy xách tay, chưa có tiếng Việt nha. Giá bán là 1.950.000, Redmi 9 nha, 1.950.000 thôi. K40 Gaming, con này màn hình nó hơi trầy nha, màn hình hơi trầy đây. Giá chỉ có 5.750.000 thôi, Redmi K40 Gaming, RAM lên đến 12GB nha.
Xiaomi Redmi K40 RAM 8/128 nha, máy kèm 99 5.850.000 nha, K40. RAM 6GB là 5.650.000 trên đời 200k nha. Poco X3 RAM 6 cũng như trong 64. 3.150.000 giảm giá nha, Poco X3 NFC. Xiaomi 12 nha, 8/128 9.2, Mi 12 phiên bản sách tay. Con này chạy chip Snapdragon là 8 Gen 1 nha. Mình có bản 128GB nha, 128GB thì hôm nay bên mình bán với mức giá là 4.950.000 nha. Realme GT Neo 2T thì sở hữu màn hình OLED, camera 64 chấm và RAM 8GB. Con này chạy chip Dimensity 1200 nha. Samsung A53 5G, RAM 8/128, bản từ tháng 5 2023, ngoại hình thì đẹp tầm 98 nha. Giá bán của bên mình là 5.8 triệu. A53. Realme 8 RAM 8/128, ngoại hình tổng thể 98 nha. Realme 8 giá bán là 3.750. Realme 8 thì sở hữu màn hình OLED, RAM 8GB. Samsung Galaxy Z Fold 3 nha. Z Fold 3 thì hiện tại bên mình có hàng rất là nhiều, hàng công ty nha. Con này thì còn bảo hành tới hơn 1 tháng nữa. Ngoại hình đẹp 98 nha. Z Fold 3 có trầy nhẹ, hàng công ty. Z Fold 3 thì giá bán của bên mình là 19.650.000, hàng chính hãng nha. Samsung S21 Ultra 5G, con này chính hãng 2 SIM, RAM 8/128, ngoại hình đẹp 98 nha. Giá bán là 12.250.000. Xiaomi Redmi Note 10 Pro RAM 6/128. Con này thì vỏ nó có nứt nhẹ nè. Nói chung ngoại hình nó cũng hơi trầy xíu. Hơi trầy vỏ nha. Giá bán của bên mình là 3.450.000 thôi. Xiaomi Redmi Note 10 Pro RAM 6/128. Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G nha. Con này sách tay chưa có tiếng Việt. Note 11 Pro 5G, camera chính là 108 chấm nha. Máy thì ngoại hình đẹp 9899 nha, có trầy nhẹ thôi. Giá bán là 4.450.000 thôi, Note 11 Pro 5G. Samsung Galaxy Note 20 Ultra, con này chính hãng, con này bản quốc tế 2 SIM nha. Máy đẹp 99, giá bán là 11 triệu, còn full áp suất nha. Note 20 Ultra. Vinmax Zoe 4 RAM 3 bộ nhớ 64, máy 99, 1.950.000, Zoe 4. Oppo A76 nha, RAM 6/128, 3.750, A76. Oppo Reno 7 5G nha, máy đẹp 98, 7.1 triệu. Máy kèm 99 là giá bán là 7.2 triệu nha, còn bảo hành chính hãng rất là dài. Reno 7 5G, mình có hai màu nha, bạc và màu xanh đen như thế này. Màu bạc nha mọi người. Còn bảo hành chính hãng rất là dài luôn, Reno 7 5G. Oppo A95, máy đẹp 99 nha, 3.850.000 nha. Oppo A95, máy còn rất là kê. Oppo Reno 3, máy 97, 2.950.000 nha. Reno 3, ngoại hình 97 nha, 2.950.000 thôi. Oppo A16K RAM 3 bộ nhớ trong 32, 2.150.000 nha. Oppo A52 2.750 nha, 2.750.000. Oppo Reno 7Z nha, 7Z đây mình có màu bạc và màu đen. Giá màu đen này máy trầy nhẹ 6 triệu, màu bạc là 6.2 triệu nha, giảm còn 6.2 triệu thôi. Oppo Reno 6Z 5G, máy 98 nha, cây này trầy nhẹ, giá bán là 4.2 triệu. 6Z 5G nha. Reno 6 5G, máy đẹp 98, 5.8 triệu. Oppo A55, máy đẹp kê như thế này, giá bán là 3 triệu nha, máy 98 là 2.850. A55 nha, A55 thì camera tới 50 chấm.
Oppo Reno 6Z 5G, máy 97 nha, có trầy hơi nhiều. 4.050.000 thôi. Oppo Reno 5 máy 98 nha. Reno 5 máy 98, con này giá bán là 3 triệu 9. Cái này máy cũng hơi chạy hơn xíu, giá bán là 3 triệu 8 thôi. Reno 5 máy 98 giảm giá còn 3 triệu 8. Oppo Find X3 Pro nha, máy 97. 9 triệu 950 nghìn nha. Find X3 Pro. Reno 7Z 5G nha. 6 triệu 2. Reno 6Z 5G đẹp keng 99 nha, 4 triệu 4. 6Z 5G màu vàng. Oppo A74 3 triệu 850 nghìn nha, A74 máy đẹp. 3 triệu 850 nghìn. Realme C25S nha. 2 triệu 6. RAM 4128. C25S nữa đây. 2 triệu 6 nha. Máy đẹp nha mọi người. Realme C21i RAM 4 GB 64, 2 triệu rưỡi nha. Realme 7i nha, cái này hơi trầy nhẹ tầm 98, 3 triệu. Realme 7i. Cái này Realme 7i nha, này hơi trầy hơn. 2850, 2 triệu 850 nghìn nha. 7i thì RAM lên đến 8GB, bộ nhớ 128. Vivo Y12S, RAM 3, bộ nhớ 132 nha. 1 triệu 950 nghìn, máy hơi trầy tí nha. Vivo V23E, RAM 8, 128, máy đẹp lay new luôn. Keng, mình có hai màu bạc và đen, giá bán là 4 triệu. Vivo V21 5G, máy đẹp 99 nha, 3 triệu 9, V21 5G. Con này là Vivo Y21, RAM 4 GB 64, máy đẹp nha, 2 triệu 550 nghìn, Y21. Vivo Y21S nha, RAM 4GB, 2850 và RAM 6GB là 3 triệu nha. Camera 50 chấm, máy đẹp keng, bảo hành chính hãng nha, còn bảo hành dài nha. Vivo Y33S 3 triệu 550 nghìn nha, máy đẹp. Vivo Y30 2 triệu 550 nghìn, Y30 nha, 2 triệu 550 nghìn. Xiaomi Mi 11T Pro RAM 12 256, đẹp 99 nha, 8 triệu. Samsung S22 Ultra 5G, con này bản hàng RAM 12 và nhớ 256 nha. Máy kèn 99, giá bán thì chỉ có 17 triệu rưỡi nha, S22 Ultra 5G. Samsung M53 5G, bảo hành tháng 7 2023, máy đẹp như mới luôn. Giá bán là 7 triệu 250 nghìn nha. À, M53 5G nha. Samsung M53 5G đẹp như mới. Samsung S20 5G RAM 12 256, máy đẹp 98 nha, 5 triệu 6. Oppo A76 3750 nha, máy đẹp.
Xiaomi Redmi Note 11 RAM 6GB nha. Còn này kính camera nó có nứt nhẹ xíu đây. Không ảnh hưởng nha, giá bán là 3 triệu thôi. Redmi Note 11 RAM 6 bộ nhớ 128 nha. Giá chỉ có 3 triệu. Samsung S20 FE 5G RAM 6 128 bản hàng 5 triệu 6 nha, máy đẹp kèn 99 luôn. Oppo Reno 6 5G, con này thì màn hình viền vỏ nó hơi xấu nha, vỏ hơi xấu nè, nứt kính nhẹ. Giá thì chỉ có 4 triệu 550 nghìn thôi nha, Oppo Reno 6 5G. Máy đẹp 99 này. Reno 6 5G đẹp kèn 99. Đẹp kèn 99 là 6 triệu nha, máy 98 là 5 triệu 8 thôi. Reno 6. Oppo Reno 8 5G nha, giá bán là 9 triệu 4. Máy đẹp như mới luôn, Reno 8 5G. Mới vừa ra mắt mình đã có hàng cũ rồi nha mọi người. VinMax Aris RAM 8 128 máy đẹp 99 nha, 3 triệu 3 màu xanh. Aris. VinMax Activa RAM 6GB 2 triệu 350 nghìn nha, Activa RAM 6 2350 máy đẹp kèn 99. Này là VinMax Aris luôn nha, màu xanh. Con này thì RAM 6GB 3 triệu 2 nha. 3 triệu 2 máy kèn 99 Aris màu xanh. VinMax Aris Pro nha, 3 triệu 2, máy đẹp 98 có trầy nhẹ nha, Aris Pro. Aris Pro. Con này là VinMax Aris nha mọi người, chứ không phải Aris Pro, 3 triệu 2, máy 98 nha. VinMax Aris Pro, máy kèn 99 nha. 3 triệu 6 Aris Pro RAM 8GB máy kèn 99. Aris Pro. Con này Aris nha. Con này là con OnePlus Note 10 5G nha. Note OnePlus Note 2 5G nha mọi người, Note 2 5G. RAM 12 256. Giá bán là 6 triệu 4 thôi. Note 2. Con này là con Huawei Enjoy 10S nha, RAM 6GB. Con này thì không có xe lay nha, sách tay nội địa Trung Quốc. Giá bán là 1 triệu 8 nha, RAM 6GB. Bphone A60 RAM 6 128 máy đẹp 99, 3 triệu 1. Thành công. 3 triệu 1 nha, full box là 3 triệu 2 nha. Motorola One 5G ICM giá bán là 3 triệu 350 nghìn nha, máy đẹp kèn 99. Con này chạy chip Snapdragon 750 5G, camera chính là 48 chấm nha. VinMax Zoe 4 RAM 6GB 2 triệu 4 máy đẹp kèn nha. VinMax Zoe 4 RAM 6GB 2 triệu 4 100. Con này là con Motorola One 5G ICM. Máy thì có trầy nhẹ nha, cắn nhẹ xíu chỗ này. Giá bán là 3 triệu 1 nha, 3 triệu 1. Chạy chip Snapdragon là 750. Pin con này cực kỳ khỏe luôn, camera 48 chấm nha. Anh em nào mua chiến game thì mua con này nha mọi người, giá rất là tốt. Con này là con A53 5G nha, máy đẹp 5 triệu 8. Con này là con Samsung Note 20 2 SIM hàng chính hãng, máy hơi trầy nha. Giá bán của bên mình là 7 triệu 850 nghìn. Tiếp theo là Samsung A22 3 triệu 250 nghìn, nó hơi trầy nhẹ nha, A22. Mình có A22 5G, giá bán là 3450, nó cũng hơi trầy. Con này có 5G nha, được trang bị 5G luôn. Realme 9 4 triệu 650 nghìn nha, Realme 9. Mình có Realme 9 Pro giá là 48 và Realme 9i giá bán là 3 triệu 850 nghìn nha. Bên mình thì mình báo giá cho mọi người máy bên mình đang còn hàng nha. Anh em nào có nhu cầu muốn xem chi tiết thì mình cứ inbox bên bên fanpage nha. Fanpage thì mình sẽ gửi chi tiết cho mọi người tham khảo trước khi chốt hàng. Con này Realme C35 RAM 4 GB 64 2 triệu 750 nghìn nha. Oppo Reno 6 5G 8128 máy đẹp 98 nha, 5 triệu 8 Reno 6 5G. Rồi, anh em nào có nhu cầu mua bán giao lưu trao đổi điện thoại thì cứ liên hệ trực tiếp bên mình. Anh em coi video rồi cho mình like, share, chia sẻ ủng hộ shop của mình nha mọi người. Cảm ơn tất cả mọi người đã quan tâm và theo dõi video của mình ạ.